đấy, 18 19 tỷ nhưng mà rất lông dân này, rất bình thường đấy. Nếu mà ai đến mà cứ vui vẻ mà gặp đúng lúc anh ấy vui vui thì anh ấy còn miễn phí phòng ở đấy. Đây ra đây ánh sáng cà phê ngon nhá, 25.000. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hạ Long TV. Hôm nay thời tiết ở Hạ Long thì chắc là khoảng tầm 17 18 độ. Mình đang trên đường đi làm về. Hiện thì làm cái video này để chia sẻ với các bạn ở Hạ Long có lạnh không. Và hiện tại tôi đang đi ở đây là khu trung tâm bãi cháy này, sân vua này. Đấy. Ở đây thì bắt đầu từ đây thì có rất là nhiều nhà hàng, quán ăn. Trung tâm thì không phải nói rồi, rất là nhiều khách sạn. Bạn có thoải mái lựa chọn những cái phòng và giá phòng phù hợp với mình. Ra những cái mùa này thì đến Hạ Long không nhất thiết là bạn phải đi booking phòng trước đâu. Vì là xuống đây nếu mà có thời gian dư dả thì bạn có thể thoải mái đi tìm phòng. Thậm chí là có thể có phòng rẻ hơn trên booking rất là nhiều. Khi mà mùa hè đến ấy thì mình cũng nên đặt phòng trước, bởi vì là lượng khách xuống đây rất là đông. Đây là khu này là khu phố cổ. Mình có một cái hẹn ở trên một quán cà phê nên mình sẽ tiện tạt qua để quay giới thiệu với các bạn về quán cà phê này. Mình có thời gian ngồi ở đấy được 1-2 lần. Đấy, cà phê đấy uống rẻ mà 25.000. Nếu mà khách du lịch đến chỗ đấy ở thì chỗ đỗ xe rất là thoải mái, không phải như ở dưới trung tâm này, nhiều khi đỗ xe còn bị phạt. Uống cốc cà phê thì vội vàng. Đấy, đây là phố đi bộ này, sữa chua Trân Châu Hạ Long này. Đấy, mùa đông thì ở đây vắng lắm các bạn ạ, vì toàn là khách nước ngoài thôi. Việt Nam mình thì không xuống đây đi du lịch đâu, rất là ít người. Mà thường thì mình thấy nhiều người trong Sài Gòn ra chơi để cảm nhận cái lạnh của Hạ Long. Đây, chua chua đây. Mùa hè ở đây thì chật cứng người luôn, không có chỗ mà ngồi nữa cơ. Cái gì cũng đắt. Nói thì mọi người thông cảm chứ nhiều khi bảo là mang tiếng là Hạ Long Quảng Ninh là chặt chém, nhưng mà không phải đâu các bạn ạ. Vì họ thuê một cái kiosk ở đây đã là mất mấy trăm triệu một năm rồi. Đồ uống thì cũng phải tăng lên đôi chút, vì nếu như không thế thì lấy gì ra mà trả tiền nhà nghỉ, trả tiền thuê mặt bằng. Rất nhiều quán mọc luôn, vì là mùa này người ta còn nghỉ đấy, cho nhân viên cắt giảm, không có thời gian mở cửa ra nữa. Đây là công viên, đây quảng trường sân này. Ở trong này thì mùa hè người ta sẽ bật nhạc nước này, bán đồ ăn ẩm thực này. Có dịp vào mùa hè khi lễ hội đây mở ra nhiều thì mình sẽ đi quay cho các bạn xem. Cái đường mình đang đi thì đây là ở trên khu Cái Răm, dọc lên trên đấy. Đường Hạ Long thì trải rất là dài nhé các bạn nhá. Nếu như mà mình mà đi taxi hay là đi phương tiện nào đó đi du lịch ấy, thì phải tốt nhất là lên đọc đúng cái địa chỉ khách sạn để người ta còn tìm đến cho. Chứ nếu mà đói đường Hạ Long thì tìm cũng hơi lâu đấy, không tìm được đâu. Mùa này thì chủ yếu là đoàn khách nước ngoài đến Hạ Long du lịch, vì là không biết là có phải là do thông tin rộng rãi không, nhưng mà mùa đông thì ở dưới này phòng rất là rẻ. 200.000 các bạn cũng có thể thuê được một phòng để ở rồi. Phòng mà sạch sẽ nhá, không phải là phòng bẩn đâu,
mình cam đoan nếu như mà các bạn mà muốn có một cái thông tin tốt về những cái khách sạn ấy thì cứ liên hệ với mình gửi thẳng số chủ nhà cho để mà đặt, chứ không phải là như nào cả. Bởi vì mình ở đây chỉ mang tính chất là muốn giới thiệu với các bạn về Hạ Long để mọi người biết đến và những cái dịch vụ tốt nhất để dành cho du khách. Mình không phải là đi review về một quán ăn hay nhà hàng nào cả, và mình cứ đi đến cái nhà hàng nào mà mình thấy cá nhân mình thấy người ta phục vụ tốt thì mình sẽ giới thiệu và mình sẽ quay clip lại để các bạn đến tham khảo. Còn nếu mà những cái nhà hàng mà nấu ăn mà không ổn ấy, thì mình cũng sẽ không làm cái video, bởi vì mình cũng không lên quay lên để làm gì cả. Thứ nhất đó là miếng cơm manh áo, thứ hai nữa là cá nhân về ẩm thực của mỗi người nó sẽ khác nhau. Không phải là ông đi review, ông phải đánh giá cái chất lượng của nhà hàng, phong cách phục vụ, mỗi người một cách cảm nhận khác nhau các bạn ạ. Nên mình thì mình chỉ biết là có thời gian mà đi chơi với gia đình thì mình sẽ vào một quán ăn nào đấy thì mình sẽ quay cho các bạn xem, chứ mình không phải là đi review về chất lượng của các nhà hàng hay dịch vụ ở đây. Quán cà phê thì ở trong ngõ này, nhưng mà bây giờ mình sẽ đi dạo một vòng để cho các bạn biết là mùa đông ở dưới này nó như thế nào. Đây là khu mà gọi là bảy màu nhé các bạn nhé. Khu này là mới xây lên, tất cả nội thất và khách sạn ở đây đều mới, sạch đẹp. Đấy, mùa hè thì không có phòng để mà ở khu vực này đâu nhá, trông như thế này thôi, bao nhiêu khách sạn như này thôi, nhưng mà đến lúc cần mà không có đâu. Mùa hè thường đông khách vào tháng 6, tháng 7, tháng 8, nên là tất cả khách sạn gần như là full kín luôn đấy. Còn nẻ này một hai phòng thì họ có, nhưng mà thường thì lúc đấy các bạn lại đi với số lượng ví dụ như là cần 2 đến 3 phòng chẳng hạn, cho nên nó rất là khó để mà đặt phòng chung với khách sạn. Cứ tháng 6, tháng 7, tháng 8 đến cuối tuần thì nói thật là tìm phòng thì còn hơi khó. Khu này là tất cả đều mới xây hết, khách sạn mở ra thì là khách sạn chuẩn đấy, đẹp, sạch. Đây, bây giờ mình sẽ đi vào đây. Đi một vòng để cho các bạn tham khảo. Những cái nhà mà đang bật điện như này này các bạn này, là họ đang kinh doanh, họ làm về mảng khách nước ngoài. Đấy, khách đặt phòng ở nhà họ rất là đông, bạn thấy không, khách nước ngoài. Còn những nhà mà nó đang đóng cửa như thế này ấy, đấy, gần như là đang kinh doanh vào mùa hè thôi. Thì nếu như bây giờ khách sạn của người ta to quá, một phòng sạch đẹp tiêu chuẩn sao, mà đâu phải một lô này đâu, có một nhà khách sạn người ta mua hàng 2 đến 3 lô, nếu như mà chỉ mở ra để mà kinh doanh trong mùa đông này để đón 1-2 phòng, thật sự là người ta lỗ chứ không có lãi đâu ra cả, lỗ là lỗ lặng đấy. Vì là nhiều thứ phải sử dụng lắm, điều hòa thì không phải bật rồi, nhưng mà nước nóng thì là bật chung. Mà nhiều bình nóng lạnh là bật đâu phải là cứ như gia đình mình bật là bật một bình đâu, đây là bật cả tổng lên, có nghĩa là tất cả khách sạn này đều bật tổng lên hết. Hôm nay thì dỗi lên mình cũng đi chia sẻ với các bạn một vòng. Nếu như tại thời điểm này đi du lịch xuống Hạ Long thì các bạn chỉ xuống đến khu bảy màu này này, hoặc là trung tâm bãi cháy, sau đó mới đi tìm phòng, thì giá phòng đảm bảo rất rẻ luôn. Nếu như các bạn không tin thì cứ để lại bình luận nếu như mà các bạn đi du lịch ở Hạ Long trong thời điểm này, mình sẽ trả lời cho các bạn biết và giới thiệu cho các bạn biết đến phòng giá rẻ nhất. Mình muốn làm sao mà thay đổi được cái cách nghĩ của mọi người về Hạ Long,
Đấy, đây là mình chỉ đi giới thiệu và quay video qua một tuyến phố thôi các bạn nhé, không phải là tất cả tuyến phố đây đâu nhá, nếu mà quay thì vắng luôn. Đấy, nhà nhà đóng cửa, khách đâu ra để mà đón. Đấy, thì những khách sạn này mới, một số chủ thì cũng chưa có kinh nghiệm để làm về cái mảng khách nước ngoài, vì là khách nước ngoài mùa này ấy, dòng thấp nhất thì người ta sẽ ở với giá rẻ nhất, vì người ta gọi là Tây Ba Lô mà. Hôm này là khu villa cao cấp của Sun này. Hôm nay đi quay hơi tối nên là các bạn nhìn cũng hơi khó, nhưng thông cảm vì công việc của mình thì nó ban ngày thì bận, nên chỉ rảnh vào ban đêm. Mình sẽ cố gắng thu xếp thời gian có thể để đi quay những cái cảnh về ban ngày để các bạn xem nó được sắc nét hơn. Đây là nhà hàng Phượng Loan này, đồ ăn rất là nổi tiếng và ngon nhé các bạn nhé. Nếu có thời gian thì đến Bãi Cháy thì hãy qua đây thử. Chú đấy mình biết, chú đấy là người Hoa, đồ ăn rất là ngon. Bây giờ là đến quán cà phê của anh chủ này, mình uống ở đây thấy ngon thì mình đến mình quay để cho các bạn xem. Uống cà phê ở đây thì được cái tiện lợi là nếu mà mùa hè hay mùa đông là bạn đều có chỗ đỗ xe. Đấy, và nghỉ ở đây thì phòng ở đây đều mới. Đây là quán cà phê của anh chủ này, anh ấy kinh doanh cả luôn khách sạn, và cái dịch vụ nghỉ của anh ấy rất là rẻ nhé các bạn nhá. Một dorm có nghĩa là một dorm đấy là một phòng mà nó là mấy chục giường, thì mấy chục giường đấy anh ấy đón hôm mình hỏi đấy, đón hình như là có 100 hay là 150.000 một người một dorm, bao gồm cả ăn sáng, rất là rẻ luôn. Đây, quán cà phê đây, nhà đón cả khách nước ngoài, gọi là Tây Ba Lô đấy. Rồi trang trí rất là không khí Noel. Vào là thấy đậm chất Tây này. Nhìn trông bình thường nhưng mà trang trí theo kiểu phong cách. Anh chủ thì có rất là nhiều tiền nhưng mà lại mang đậm chất nông dân nha các bạn nhá. Đấy. Cho em cốc lâu đá đây anh à. Tiền rất là nhiều nhưng mà rất là điềm đạm. Chủ nhà mà không nhiều tiền thì có mà chết. À nhiều. Một cân cà phê này thường pha mấy cốc anh? Một lạng thì anh sẽ pha được 4 cốc, một cân thì sẽ được 40 cốc. Thế là bán với giá 3 tiền một cốc. Cà phê này anh bán là 25 nghìn một cốc. Và rẻ, ở đây mà còn kiếm được chỗ đỗ xe nữa. Mùa hè là thoải mái. Nhìn quán rất là đơn sơ thôi, nhưng mà đấy, các bạn xem rất là Tây, vì là chuyên đón khách Tây mà. Cả khách Việt Nam cũng đón nhưng mà mùa đông thì khách nước ngoài ở nhiều hơn. Nếu mà các bạn có ra khu Bảy Màu thì qua Azoma này. Đấy, địa chỉ là khu này là khu LV19, hơi tối. Hơi tối đâm ra là nó cũng khó. Đấy, nhưng mà cứ lên xuất khách sạn Azoma.
có cà phê luôn. Chỗ đỗ xe thì thoải mái đây nhá, tất cả các tour du lịch đấy, giá rất là hợp lý. Mình thì chưa đặt đâu nhưng mình nghĩ là hợp lý thôi. Aroma cà phê ngon, phòng nghỉ này sang trọng mà còn rẻ. Đây cà phê đây bạn nhá, 25.000 một cốc đấy. Ở đây mà 25.000 một cốc mà uống ngon là cũng hơi hiếm đấy, nhất là ở đây lại còn có chỗ xe rộng mà. Trong này công an không hỏi đâu nhá, nhưng mà mùa hè mà đi á, đỗ xe ngoài đường kia mà cấm đỗ cấm dừng phạt chết, mất mấy trăm nghìn đấy. Nếu mà có dịp thì qua đây cứ tham khảo, để lại comment ở dưới mình. Mà thôi, mình sẽ tí mình xin số của anh chủ nhà, mình để ở dưới comment. Nếu như mà các bạn cần thì mình nhắn tin hỏi anh cho trực tiếp. Mình cũng không phải sale nên là không tham gia vào cái vấn đề này làm gì. Có gì đấy thì cứ nhắn tin cho anh ấy, trao đổi trực tiếp trên điện thoại. Có gì thì mình để cho cái tí xem xin được cái pass để anh ấy cho cái mã giảm giá không, để cho các bạn còn sử dụng. Đấy, các bạn thấy rất là nhiệt tình không? Chủ nhà nhá, tiền hơi nhiều đấy. Một căn này nếu trị giá bây giờ bán nó phải rơi tầm khoảng mười mấy tỷ nhỉ anh nhỉ? Một căn này nếu bán đi giá hiện tại giờ khoảng bao nhiêu nhỉ? Đấy, 18, 19 tỷ nhưng mà rất lông dân này, rất bình thường đấy. Nếu mà ai đến mà cứ vui vẻ mà gặp đúng lúc anh ấy vui vui thì theo anh ấy còn miễn phí phòng ở đấy. Đây, ra đây ánh sáng, cà phê ngon nhá, 25.000. Bây giờ thì cũng 10:30 rồi, mình cũng vừa uống cà phê với anh chủ quán đấy xong thì nhiều khi câu chuyện nó nói thì cũng chỉ là nói vui thôi nhưng mà nó cũng không đúng cái chủ đề về cái gì đấy. Nên mình cũng không quay video trong cái lúc uống cà phê. Hiện tại thì cũng đã muộn rồi, mình cũng xin phép tạm dừng cái video này đấy. Thời gian thì mình sẽ lại đi quay và giới thiệu về Hạ Long, những kinh nghiệm đi du lịch Hạ Long để các bạn tham khảo. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.